giáo viên đóng vai trò quan trọng trong cuộc sống của học sinh. Hầu hết các giáo viên đều có câu chuyện để chia sẻ về thành tích của học sinh và ảnh hưởng tích cực mà họ mang lại. Giáo viên giúp định hình thế hệ tương lai của chúng ta. Hãy là một giáo viên như vậy. Được chính phủ Úc tại Canberra ủy quyền có một loài nước mắm thuần khiết Sinh ra để làm nên sự khác biệt Gói trọn tinh hoa của biển cả Đánh thức hương vị đậm đà thường hạn Đặc cấp Sang trọng Là món quà tinh thân ý nghĩa Để luôn nhắc ta nhớ về cội Nước mắm hoa hiện nay đã có mặt tại tất cả các tiểu bang trên toàn quốc Úc Châu với 3 kích cỡ khác nhau, bao gồm 250ml, 500ml và 750ml. Tại Sydney, nước mắm Hoàng Gia đang được phân phối bởi công ty Sydney Tissue và bán lẻ tại các siêu thị và nhà hàng. Mọi chi tiết xin liên lạc số phone 0478 807 907. Thanh Huyền xin trân trọng kính chào quý vị khán thính giả của Đài Việt TV Australia. Kính thưa quý khán giả của Việt TV, thời tiết cực đoan vẫn tiếp tục hoành hành ở nhiều tiểu bang khi ngày hôm nay mưa bão tấn công vào phía bắc Queensland, trong khi phía tây nam và tiểu bang New South Wales lại chịu nắng nóng gay gắt. Thời tiết khắc nghiệt cũng đang ảnh hưởng đến các vụ thu hoạch trái cây tươi trong mùa hè này. Trên chính trường, thêm một nghị sĩ nữa tuyên bố rời quốc hội sau khi cựu thủ tướng Scott Morrison, đó là cựu thủ hiến Nam Úc Stephen Marshall, trong khi đó, chính phủ liên bang có thể không đặt mục tiêu xây dựng 1.2 triệu ngôi nhà mới trong 5 năm như đã hứa. Và sau đây là phần tin chi tiết trong bản tin vào lúc 3 giờ chiều hôm nay thứ Năm, ngày 25 tháng 1 năm 2024 của Việt TV Australia. Nắng nóng bao trùm New South Wales và Queensland. Hàng triệu cư dân Sydney đã phải chịu đựng nhiệt độ ngột ngạt kể từ hôm qua khi đợt nắng nóng bao trùm phần lớn miền đông Úc châu. Ngày hôm qua, nhiệt độ đã lên tới 36 độ C ở Penrith và 34 độ C ở Liverpool, đều thuộc khu vực phía tây Sydney. Nhưng cư dân ở phía bắc New South Wales và một phần phía tây Queensland phải hứng chịu thời tiết nắng nóng gay gắt hơn với nhiệt độ ban ngày dự báo lên tới 40 độ C ở một số cộng đồng. Nhà khí tượng đã đưa ra cảnh báo đợt nắng nóng nghiêm trọng cho các địa điểm ở New South Wales, bao gồm Armidale, Camden, Campbelltown, Hornsby, Liverpool, Moree, Nowra, Orange, Richmond và Wollongong. Tại Queensland, nhà khí tượng cho biết đợt nắng nóng được dự báo sẽ ảnh hưởng đến Bowen, Busville, Bacardin, Concurry, Gladstone, Longreach, Mackay, Maousa và Roma. Sở y tế tại hai tiểu bang đã kêu gọi trẻ em, phụ nữ mang thai và người già nên cẩn thận hơn và lưu ý các triệu chứng kiệt sức vì nóng và say nắng hay mất nước. Cơ quan cứu hỏa ở New South Wales và Queensland cũng đã kêu gọi những người sống hoặc đến thăm các khu vực dễ xảy ra cháy rừng cần cập nhật thông tin về nguy cơ xảy ra cháy rừng để có phương án hành động kịp thời trong trường hợp cháy rừng hoặc cỏ gây ra. Ngoài ra, do nắng nóng, những người lái xe ô tô cũng được yêu cầu giữ bình tĩnh và tránh cảm thấy bực bội nếu xảy ra tình trạng chậm trễ trên đường vào dịp nghỉ Quốc Khánh 26 tháng 1 và cuối tuần bởi có thể ảnh hưởng tới sức khỏe. Theo nhà khí tượng, tình trạng nắng nóng sẽ vẫn duy trì cho đến thứ Bảy, khi đó thời tiết mát mẻ hơn mới bắt đầu. Cựu thủ hiến Nam Úc Stephen Marshall rời nghị viện Cựu thủ hiến Nam Úc Steven Marshall ngày hôm qua, 24 tháng 1 tuyên bố ông sẽ rời khỏi chức nghị sĩ tại Quốc hội. Ông Marshall giữ chức vụ thủ hiến Nam Úc trong suốt thời đại dịch Covid-19 từ năm 2018 đến năm 2022 khi liên đảng của ông bị thất cử trước Đảng Lao động tại cuộc bầu cử nghị viện bang. Sau thất bại đó, ông cũng từ chức lãnh đạo Đảng Tự do và ông David Spears lên làm thủ lĩnh liên đảng đối lập ở Nam Úc cho đến nay. Phát biểu trước báo giới để thông báo về quyết định từ chức nghị sĩ, ông Marshall cho biết Ông cảm thấy rất vinh dự khi được phục vụ người dân Nam Úc. Ông nói ông có nhiều kỷ niệm rất vui về thời gian cầm quyền của mình, cũng như trải qua nhiều thăng trầm, nhưng quan trọng nhất là đặc ân được phục vụ người dân Nam Úc. Ông cho rằng giờ đã đến lúc ông nên nghỉ hưu để mở đường cho những dân biểu có ý tưởng mới mẻ vào phục vụ người dân trong Quốc hội Nam Úc. Cựu Thủ Hiến Marshall cho biết ông sẽ chưa chính thức từ chức trong vài tháng tới để có thời gian cho đảng tự do chọn trước một ứng cử viên cho cuộc bầu cử bổ sung sắp tới. Ông Marshall lần đầu tiên được bầu vào ghế đại diện cho khu vực bầu cử Norwood vào năm 2010 với tư cách là thành viên của Đảng Tự do. Kế hoạch xây 1.2 triệu ngôi nhà của chính phủ liên bang bị nghi ngờ. Bộ trưởng nhà ở bên liên đảng đối lập Michael Saka đã chỉ trích chính phủ lao động vì khả năng không thực hiện được lời hứa xây dựng hơn 1 triệu ngôi nhà mới trên khắp nước Úc trong thời gian 5 năm tới, sau khi dữ liệu mới cho thấy chính phủ khó đạt được mục tiêu đề ra. Tổng nhà thống kê ABS tuần trước đã công bố số liệu cho thấy số lượng nhà mới được xây dựng quý 3 năm 2023 đã giảm tới 22% so với năm trước. Những con số này khiến Hiệp hội Công nghiệp Nhà ở cảnh báo chính phủ Albanese có thể không đạt được mục tiêu đầy tham vọng là xây dựng 1.2 triệu ngôi nhà mới trong 5 năm, bắt đầu từ tháng 7 năm 2023. Kế hoạch này được chính phủ Albanese đưa ra vào năm ngoái nhằm giảm bớt tình trạng thiếu nhà ở trên toàn quốc và bao gồm cả các phần thưởng tài chính cho các tiểu bang và vùng lãnh thổ khi giúp đạt được mục tiêu về xây nhà ở tại bang của họ. Chộp lấy các dữ liệu này để chỉ trích chính phủ, Bộ trưởng Nhà ở đối lập tuyên bố rằng như vậy là các kế hoạch của chính phủ đã đổ vỡ nhanh chóng ngoài dự kiến. Ông Michael Saka thậm chí còn cảnh báo cuộc khủng hoảng nhà ở thậm chí sẽ còn tồi tệ hơn trong năm nay 2024 và chưa biết đến bao giờ cư dân Úc mới bỏ được câu quen thuộc về giấc mơ sở hữu nhà. Củng cố thêm nhận định này trong một cuộc phỏng vấn độc quyền với tờ Daily Telegraph, Thủ hiến New South Wales Chris Minns gần đây cũng đã thừa nhận rằng bang này khó có thể xây dựng đủ nhà ở như đã thống nhất trong kế hoạch với chính phủ liên bang trong năm nay. Ông nói rằng ngay từ đầu ông đã nhận định rằng 75.000 ngôi nhà mới sẽ khó hoàn thành trong 12 tháng. Nguy cơ thiếu hụt trái cây trong mùa hè này do thời tiết cực đoan Thời tiết khắc nghiệt ở Victoria có thể đồng nghĩa với việc ít trái cây có hạt được đưa ra bán trên thị trường sau khi mưa đá và mưa lớn tàn phá các khu vực sản xuất chính của Úc. Bang này cung cấp khoảng 75% tổng lượng trái cây mùa này ra thị trường, bao gồm cherry, đào, mận và mơ. Vùng Swan Hill và thung lũng Goulburn ở phía bắc Victoria là những vựa trái cây đều phải hứng chịu những cơn bão dữ dội trong thời gian qua, gây thiệt hại cho nông dân hàng chục triệu đô la. Nông dân ở những khu vực này cho biết, hàng trăm tấn trái cây đã bị hư hỏng, gây nhiều lãng phí hoặc được đưa vào kho dự trữ để làm sản phẩm chế biến khác, chứ không đủ tiêu chuẩn bán quả tươi ra thị trường. Chủ tịch Hiệp hội Trái cây mùa hè cho biết, Khoảng 20 đến 40% trái cây ở khu vực Swan Hill vẫn chưa được thu hoạch và hiện có thể bị hư hỏng, dẫn đến thiệt hại hàng triệu đô la cho người trồng trọt. Đặc biệt mưa đá để lại những vết rỗ trên trái cây khiến trái cây không thể bán được, trong khi mưa lớn ảnh hưởng đến vỏ của trái cây khiến trái cây dễ bị thối. Trung bình vào mùa hè mỗi người Úc tiêu thụ khoảng 3 kg mơ, cherry, đào và mận mỗi năm, trở thành loại trái cây được ưa chuộng hơn cả dứa và xoài. Tuy nhiên năm nay rất nhiều trái cây đã bị bỏ đi và được chuyển đến các công ty chăn nuôi gia súc, dê hoặc cừu để sử dụng làm thức ăn chăn nuôi, đồng nghĩa với việc nông dân không có thu nhập. Trong khi người tiêu dùng lại đang phải mua các loại trái cây đúng mùa với giá đắt do khan hiếm hàng bởi tiêu chuẩn thu mua của các siêu thị và cửa hàng rất cao. Trong khi đó, những loại trái cây khác vẫn phù hợp cho tiêu dùng của con người đã bị hạ cấp từ chất lượng xuất khẩu xuống loại 2, nghĩa là nông dân sẽ được trả ít hơn từ 1 đến 1.5 đô la cho mỗi kg nông sản. Tại Golden Valley ở phía đông bắc Victoria, người phát ngôn của Fruit Growers Victoria cho biết, nông dân đang phải đối mặt với khoản lỗ 10 triệu đô la. Vùng này là nơi sống chủ yếu của những người trồng trái cây và là vùng trồng táo và lê lớn nhất cả nước. Trong khi đó, người trồng ngũ cốc đang phải đối mặt với sự suy giảm chất lượng nghiêm trọng do mưa dai dẳng kể từ tháng 12. Ước tính 70% sản lượng lúa mì của Victoria đã bị hạ cấp, với phần lớn không thể sử dụng làm bất cứ thứ gì ngoài thức ăn chăn nuôi. Thời tiết ẩm ướt cũng tiềm ẩn nguy cơ bùng phát dịch bệnh cho người trồng nho ở vùng Swan Hill. Trước thềm năm học mới, các tài xế được kêu gọi giảm tốc độ ở khu vực trường học vào tuần tới, học sinh phần lớn các trường trên khắp Úc Châu sẽ trở lại trường học và người lái xe đang được khuyến cáo lưu ý chạy chậm lại ở khu vực trường học. Khuyến cáo được đưa ra khi kết quả cuộc khảo sát với 1.000 tài xế do công ty bảo hiểm Amy thực hiện trong tháng này cho thấy 1 phần 3 người Úc thừa nhận chạy quá tốc độ trong khu vực trường học. 1 phần 3 người Úc thú nhận họ đã phóng quá nhanh qua khu vực trường học vì không nhận thấy các biển báo. Và điều đáng báo động là cứ 10 người thì có một người thừa nhận đã chạy quá tốc độ trong khu vực trường học khi không có trẻ em xung quanh. Trong khi cứ 20 người thì có một người cho biết họ đã từng gặp tai nạn ô tô hoặc suýt va vào học sinh ở khu vực trường học. Kết quả khảo sát này gây nhiều bất ngờ và Giám đốc Hiếu nại ô tô của Amy Lee James cho biết Quy định giảm tốc độ đã tồn tại xung quanh các khu vực trường học ở Úc trong nhiều thập kỷ qua, nên hoàn toàn không có lý do gì để các tài xế quên mà vượt quá tốc độ cho phép. Amy đã phân tích hơn 350.000 yêu cầu bồi thường bảo hiểm ô tô trên toàn quốc trong năm tài chính vừa qua và nhận thấy thứ sáu là ngày xảy ra va chạm tồi tệ nhất trong tuần. Buổi chiều từ 1 giờ chiều đến 4 giờ 30 phút chiều trong thời gian đón học sinh là thời điểm nguy hiểm nhất. Ông James cho biết, người đi bộ băng qua đường có 87% cơ hội sống sót khi bị một ô tô chạy với tốc độ dưới 40 cây số giờ tông vào. Nhưng cơ hội này sẽ giảm đáng kể nếu tài xế chạy xe với tốc độ cao hơn. Nghiên cứu cũng cho thấy phần lớn người lái xe ô tô tuân thủ giới hạn tốc độ là để tránh bị cảnh sát bắt phạt hơn là tránh làm người khác bị thương. Thống kê cho thấy mỗi năm ở Úc có hơn 1.200 người bị thiệt mạng trong các vụ tai nạn liên quan tới ô tô. Amy và Tổ chức An toàn Đường bộ Australia một lần nữa đang cộng tác với Spotify để thực hiện sáng kiến bài hát chậm lại nhằm khuyến khích những người lái xe đến gần khu vực trường học giảm tốc độ. Các bài hát bắt đầu phát bình thường nhưng chậm lại đáng kể khi người lái xe ở trong phạm vi 5 cây số từ trường học. Điều này nhắc nhở họ rằng họ đang đi vào khu vực có giới hạn tốc độ thấp hơn và cần giảm tốc độ cũng như hết sức thận trọng. Sáng kiến này sẽ được áp dụng ở Queensland, New South Wales, lãnh thổ thủ đô ACT và Nam Úc trong học kỳ đầu tiên của năm học này. Commonwealth Bank cảnh báo về tin nhắn lừa đảo. Các khách hàng của ngân hàng Commonwealth Bank đang được cảnh báo về một vụ lừa đảo qua tin nhắn hàng loạt. Trong đó, các khách hàng của CBA nhận được một tin nhắn bằng văn bản qua điện thoại di động, yêu cầu mọi người nhấp vào một đường link để liên kết bảo mật tài khoản của họ tuyên bố rằng ứng dụng Combine mới đã được đăng ký cho tài khoản của họ. Một phát ngôn viên của CBA đã lên tiếng phủ nhận, khẳng định đây là một tin nhắn lừa đảo vì ngân hàng không và sẽ không bao giờ gửi tin nhắn hoặc email yêu cầu khách hàng đăng nhập hoặc cung cấp thông tin nhạy cảm qua những đường link liên kết gắn kèm trong email hoặc tin nhắn điện thoại. Ngân hàng yêu cầu khách hàng nên xóa ngay lập tức bất kỳ tin nhắn nào nhận được có các đường link dạng đó. Cảnh báo mới nhất này được đưa ra sau khi số liệu thống kê được Scamwatch công bố gần đây cho thấy, cư dân Úc đã bị mất hơn 455 triệu đô la vì các vụ lừa đảo trong năm 2023 với hơn 280.000 báo cáo về các vụ lừa đảo. Hầu hết nhắm vào những người trên 65 tuổi. Trong khi đó, tuần trước National Bank tiết lộ họ đang theo dõi một loạt kiểu lừa đảo mới xuất hiện nhiều từ đầu năm tới nay là mạo danh giọng nói của người thân quen bằng cách sử dụng trí tuệ nhân tạo AI để lừa mọi người gửi tiền. NAB cho biết những trò gian lận có thể được tạo ra chỉ với 3 giây âm thanh từ phương tiện truyền thông xã hội, thư thoại hoặc video trên một trang web. Những kẻ lừa đảo có thể giả giọng nói của người thân, cho biết họ đã bị đánh cắp hoặc bị bắt cóc và sẽ không được giải thoát trừ khi người đó gửi tiền. Với bản tin vừa rồi, Thanh Huyền xin tạm dừng chương trình tin tức của VietTV Australia. Xin cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Thanh Huyền xin chào tạm biệt và chúc quý vị có một ngày thật đẹp. Xin hẹn gặp lại quý vị trong chương trình tin tức của Đài Việt TV Úc Châu vào lúc 1 giờ trưa ngày mai.